xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của đài phát thanh truyền hình thái nguyên mở đầu là mục vấn đề hôm nay với phóng sự thận trọng trước bẫy lừa đảo từ đối tượng mạo danh trong tiểu mục câu chuyện pháp luật là những điểm mới trong công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ mới được ban hành ở phần cuối của chương trình sẽ là mục phản hồi bình luận bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, liên tục xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại mạo danh là giáo viên và bác sĩ, thông báo cho các bậc phụ huynh rằng con em mình bị tai nạn đang cấp cứu trong viện, yêu cầu phụ huynh vào viện gấp và chuyển tiền phẫu thuật cấp cứu. Làn sóng lừa đảo này cũng đã xuất hiện tại Thái Nguyên, gây rất nhiều hoang mang, lo lắng cho các bậc phụ huynh cũng như người dân. Theo ghi nhận, trong sáng 16 tháng 3, Khá nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ghi nhận phản hồi của phụ huynh học sinh về các cuộc gọi lừa đảo. Đơn cử như trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận 36 cuộc gọi mạo danh là giáo viên nhà trường thông báo đến phụ huynh rằng học sinh trong trường bị tai nạn. Cũng theo các nhà trường, các đối tượng lừa đảo dùng rất nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện. Về phía các nhà trường cũng đã ngay lập tức có các biện pháp để chân an và cảnh báo tới phụ huynh học sinh. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh những cái thông tin từ những cái nguồn chính thống, nhanh chóng đưa những thông tin đó tới những kênh thông tin mà trao đổi với phụ huynh, ví dụ như là nhóm Zalo hay là cái nguồn thông tin VNEDU của nhà trường. À, và chúng tôi cũng cập nhật những cái đường dây nóng cũng như là số điện thoại của ban giám hiệu nhà trường để phụ huynh nắm được và cần trao đổi khi mà có những cái sự việc khẩn cấp đột xuất liên quan đến học sinh. À, trên lớp chúng tôi cũng tuyên truyền trực tiếp tới các em học sinh để các em học sinh mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên tới chính bố mẹ mình. Tình trạng đối tượng xấu giả danh giáo viên nhà trường gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn để lừa, chiếm đoạt tiền xuất hiện ngày càng nhiều và hoạt động theo nhóm đối tượng, khiến nhiều phụ huynh cảm thấy bất an khi thông tin bị lộ. Chúng tôi cũng có xem trên mạng cũng như là các phụ huynh cũng truyền tay nhau thì cũng biết được các cái hình thức lừa đảo thì chúng tôi cũng rất là cảnh giác và cũng hy vọng là phía nhà trường cũng sẽ thông báo thường xuyên để cho các bậc phụ huynh được làm bắt nó tốt. Cũng mong có biện pháp về quản lý về cái thông tin dữ liệu của phụ huynh nó được thật là chặt chẽ, không để những kẻ xấu lợi dụng họ sử dụng để họ phục vụ mục đích không tốt, lừa đảo. Sau khi tiếp nhận được thông tin thì công an thành phố Điện Biên đã tiến hành điều tra xác minh. Qua xác minh sơ bộ thì các đối tượng đã sử dụng các số điện thoại sim rác để gọi đến và nói đúng tên phụ huynh của các cháu cũng như là tên các cháu đang học tại các lớp ở trường các trường trên địa bàn làm cho người dân tin tưởng đấy là sự thật các cháu bị tai nạn ngã để có những cái thông tin đưa ra lừa dối người dân đồng thời để cung cấp cái các tài khoản để chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt cái tài sản tiền của phụ huynh học sinh khi tiếp nhận thông tin của các đối tượng lạ gọi đến thì các phụ huynh học sinh phải thận trọng đồng thời là nghe và có những biện pháp xử lý bình tĩnh không nghe theo các đối tượng và đồng thời sau khi xác định thông tin xong thì kiểm chứng lại thông tin. Từ tình hình trên, thực hiện công văn số 1043 ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học phối hợp chặt chẽ với công an và các đơn vị liên quan tại địa phương nhanh chóng tổ chức tuyên truyền phổ biến tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh biết về hình thức lừa đảo nêu trên và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, internet và mạng xã hội. Khẩn trương kiểm tra, giả soát công tác bảo mật, cung cấp thông tin của học sinh tại các nhà trường và cơ sở giáo dục, kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có. Thông báo tới phụ huynh, học sinh khi bị lừa đảo phải kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an tại địa phương để điều tra, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả. Trước những chiêu trò tinh vi của các đối tượng lừa đảo, người dân cần cảnh giác và chủ động nâng cao cảnh giác và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để phòng tránh. Đặc biệt, không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân lai lịch. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè, giáo viên chủ nhiệm của con em, người thân để được tư vấn. Cảnh giác ở mức tối đa đối với các cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ. Miễn kiểm định lần đầu cho xe ô tô mới. Điều chỉnh chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới, đó là những thay đổi tại Thông tư số 02/2023 sửa đổi Thông tư 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư sửa đổi này chính thức được áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2023. Theo thông tư mới quy định, miễn kiểm định lần đầu cho ô tô mới chưa qua sử dụng. Điều kiện của phương tiện để được áp dụng quy định này là có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm và có đủ hồ sơ hợp lệ. Sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Cơ quan nhà nước đã kiểm định để cái xe mới đấy đủ điều kiện, không cần phải đi đăng kiểm lần đầu nữa, giảm được chi phí và cái thời gian. Cái vấn đề này cũng rất là hoàn nghênh. Bởi vì như vậy thì sẽ giảm được một phần chi phí cho người dân, Đấy. và những xe mới sản xuất ra thì nếu nói lỗi hoặc là các kỹ thuật thì cũng rất là ít, và cái này cũng giảm được cái sự phiền hà cho người dân. Thông tư mới ban hành đã điều chỉnh chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới. Cụ thể, đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng, thời gian sản xuất đến 7 năm. Chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm, trước đây là 12 năm. Chu kỳ giữ nguyên 12 tháng, thời gian sản xuất trên 20 năm. Chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định tăng từ 6 tháng lên 12 tháng, thời gian sản xuất trên 5 năm, chu kỳ giữ nguyên 6 tháng. Nhóm ô tô tải các loại ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên kể cả ô tô tải ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng bên cạnh đó thông tư mới cũng điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm thiểu thủ tục chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp với cái uh, xã hội và cái thị trường hiện nay ấy, thì bất kỳ một loại phương tiện nào đối với cả doanh nghiệp cũng như người dân người ta cũng chăm sóc xe rất là tốt nó so với uh, trước đây ấy, rất là nhiều đó và cái việc mà giãn thời gian đăng kiểm thì mình cho rằng là nó cũng hết sức là xứng đáng và hợp lý đây ấy, nó là cái việc mà bảo vệ cái quyền lợi và cái lợi ích đấy của doanh nghiệp và người dân liên quan đến tất cả các loại phương tiện. Bên cạnh những giải pháp đã được đưa ra như bố trí thời gian làm thêm giờ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân đăng ký từ xa, thời gian kiểm định, điều động, huy động nhân lực bổ sung cho các đơn vị đăng kiểm bị thiếu thì việc sớm áp dụng một số quy định mới trong hoạt động đăng kiểm sẽ làm giảm tải nhu cầu, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong quá trình đi đăng kiểm. Ngày 20 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1116 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2023. Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá giúp kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn, tham mưu củng cố kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tăng cường kiểm tra kịp thời nhằm phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi kiểm tra đánh giá tổng thể hiện trạng an toàn công trình trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đó lập danh mục các công trình hư hỏng xuống cấp tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí để xử lý ra soát phương án ứng phó thiên tai ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du nhất là các kịch bản mưa lớn cực đoan kiểm tra việc vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn ra soát và có giải pháp xử lý hạ du gây ách tắc không đủ khả năng thoát lũ khi vận hành xả lũ của hồ chứa thủy lợi đôn đốc kiểm tra các công trình đang thi công tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa lũ kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi, phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về thủy lợi, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.